quý vị khán giả đang theo dõi channel Tiểu bang Arizona. Mình là Lê Duy ha, và chào mừng mọi người đã quay lại channel của mình. Hôm nay cũng không có gì ha, thì ngày nghỉ, tranh thủ thì đi làm nail, cho nên mình thấy tay nghề mình còn kém quá, cho nên cũng muốn luyện tay nghề. Thì mình có mua thêm một cái bàn tay, một bàn tay ha. Đây là bàn tay nè mọi người, bàn tay đây ha. Thì mình thấy là cái vấn đề khi mà vẽ friend á, vấn đề khi mà mình làm nail á, mình vẽ friend á, thì mình phải tập sao cho nó đều đẹp và mình làm sao nó vẽ nhất, nhanh nhất có thể, nhưng mà phải đẹp nha. Cái đó cho nên mình mua bàn tay này về, mình mua bàn tay này ha, mình mua bàn tay này về để mình tập. Mình bàn tay này á, thì mình có thể mua trên Amazon khi mình tập hết. Cái này là dùng để đắp bột, nhưng mà mình có thể mình làm vẽ friend, dùng để vẽ friend vân vân ha. Đắp bột với friend, tập với treo đều hết. Nếu mà hết móng này á thì mọi người có thể mua thêm cái hộp này, có thể mua thêm cái hộp này ha. Tuy nhiên là hộp này nó nhiều mẫu tùy cái thôi. Nếu mà khuyên thì mọi người nên mua thêm, khi mình mua thì mình order thêm cái móng tay của nó ha. Đó. Thì hồi tối mình có tập với friend giống như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ tập. Thứ nhất là mình tập vẽ friend, xem fan thường với fan treo. Fan thường thì mình vẽ ok, còn fan treo thì cái cọ mình chưa tìm được cái cọ thích hợp để mình vẽ fan treo. Thì cái cọ để mình vẽ fan treo nó phải smooth ha, tại vì cái cọ để vẽ nó bị tưa tưa, cho nên mình vẽ fan treo nó cũng không có đẹp. Xem fan thường thì mình vẽ rất là ok, nhưng mà fan treo thì mình vẽ không đẹp. Đây ha mọi người, cái này thì mình mua Collinsy ha, England cọ 16, không biết, con thấy nó bán thì mình lấy thôi, nhưng mà mình vẽ đen. Đây là hồi tối mình vẽ friend ha, và mình cố gắng mình tập vẽ đi một đường ha. Bây giờ mình sẽ làm đầu tiên á, là bạn biết sao, vẽ cái đây lấy 5 đồng, cho nên mình vẽ phải vẽ nhanh, thật nhanh, phải đẹp. Đầu tiên mình mấy cái móng này thì mình làm để là mình sơn cái lớp bay, cái dưới lớp top lên của cái lớp treo lên rồi, cho nên mình làm trà stone thoải mái hay không có vấn đề lo sợ gì hết. Đó, đây ha. Còn đây là nước sơn thường mình mua nước sơn treo cũng vậy, nhưng mà sơn treo thì mình tập vẽ nó không có được đẹp. Bây giờ mình vẽ cho mọi người cũng xem ha. Cái đây là mình cố gắng là mình đi một đường duy nhất thôi, nhưng mà cái bàn tay này cũng tiện lợi lắm ha, mình đẩy xuống gì đó tập vẽ thôi, chứ không dám nói vẽ đẹp, nhưng mà mình cố gắng mình tập vẽ. Mình tập vẽ sao cho nó nhanh nhất có thể, tại vì mình không có muốn nó bị kéo dài thời gian trong cái vẽ friend này. Hồi xưa mình vẽ fan mình vẽ rất là xấu ha, do ít làm, một phần nữa là không biết cách. Từ khi mình cũng nghiên cứu thời gian rồi, bắt đầu mình muốn đi một đường duy nhất là nó nhanh gọn nhất có thể. Đó, cái này cũng tiện lợi ha. Cái móng này mình có thể vừa đắp bột, vừa làm vẽ tập để treo friend vân vân ha. Mà chủ yếu cái đây dùng để đắp bột. Đó. Giờ mình dùng vẽ friend, dùng cái cọ này ha, cọ số 10, 16. Nó dày ha. Vẽ sơn thường nha. Còn sơn treo thì cái cọ này vẽ nó không có đều, nó không sắc nét, cho nên nó còn tưa cái cọ. Đó, mình chấm tí nước sơn cho nó chấm tí acetone ha, cho nó mềm cái cọ lại. Bắt đầu mình vẽ friend. Mình hơi nghiêng một cái, mình đi một đường, cố gắng mình đi một đường, mình có tập nhiều lần rồi, mình đi một đường duy nhất để ghi cọ. Mình thấy nhiều người trên đi một đường duy nhất sao cho đẹp công nhất có thể, xây cái tay lại. Đó, cái đây thì chưa ổn nè, bởi vậy mới tập đó mọi người. Đó, rất là, cho nên là đi một đường duy nhất làm sao cho cái đây thì chưa ổn này ha, bởi vậy mình phải tập. Nhưng mà mình khi mình tập á, thì mình ra làm chân tay khách thì rất là dễ ha.
Cái đây là nước sân thường nha mọi người, chứ không phải nước sân treo. Sân thường. Đó ha. Cái này ok. Hơi dày thì mình đưa nó xuống một xíu. Đó. À mọi người, đó. Cái ngón út thì mình tí mình vẽ lại tại cái đây nó hơi hơi xấu. Ừ, ổn hơn này không? Cố gắng là mình đi một đường hồi trước mình tập á, mình đi nhiều đường, mình không có mình chà 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 vậy này, mình chà chà kiểu này á, cho nên nó xấu lắm, nên không có mịn. Lúc mình xem trên YouTube mình cách người ta vẽ mình tập. Đó, một đường đi đó, một đường nó ra liền đẹp. Cái này hơi 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 xấu, chỉnh lại đó thì nó đẹp hơn đúng không, ngon ngon lành hơn. Cái tay này có thể order trên Amazon nha mọi người. Đó, cách vẽ như này nè, mình cứ xem, mình hơi nghiêng xíu, nghiêng cái cọng xíu rồi mình, tại vì mình vẽ xấu quá cho nên mình tập á, chứ không ai mà vẽ đẹp rồi không cần tập đâu. Đó mình đi một đường vậy ha, thì mình tập nhiều lần mình đi trên tay nó phải tập, như văn ôn võ luyện mà mình phải tập thường xuyên thì nó mới đẹp. Cái sân thường mình vẽ khá là ok ha, còn sân treo mình vẽ chưa được. Sân treo tại sao phải không, nên mình cái cọ nên nó mình chưa kiếm được cái cọ ưng ý. Mình mua nhiều cái rồi nhưng mà nó không ưng ý được cái cách mình vẽ frame mình. Này cái móng cũ anh nó dính nước sơn ấy nè. Đó, ha, ngon lành ha. Vài ngón cái. Cái này là tiện lợi nhất là mình sơn mình không cần chùi đâu, mà mình sơn, ví dụ mình sơn nhiều quá, mình tập vẽ nhiều lần á thì mình có thể mình đổ nước sơn lên lại thì mình làm tiếp. Ví dụ như mình vẽ hơi cao xíu đi ha. Đó, vẽ hơi cao. Đó. À, nó ra ha, nhìn lại cái coi nó hơi méo xíu, cái đây là mình phải tập thôi, hơi méo xíu lên đó, nó là tròn lại ha, nhìn là rất là tròn đẹp. Thì mình nước sơn này ha, thì giờ mình tiếp muốn làm nữa thì mình sẽ đi sâu xuống nước sơn xuống một xíu, chỉnh cái tay lại đi sâu xuống một xíu thì mình tập tiếp được một lần nữa. Đó. Một nét duy nhất, một đó vậy đó ha. Đó nếu mà như mình làm khách đó mà làm 5 lần như này, mình sơn lần 5 ngón mình làm gì, mình vẽ đi một đường duy nhất thì chưa tới một phút là mình đã xong frame phải không. Đó. Đó ví dụ giờ mình muốn làm tiếp thì mình chỉ cần sơn nước sơn lại, cái này là mình phải tập thôi. Đó là cách mà mình tập làm nail ha. Ngồi ra tiệm làm trên tay khách á, thì không nói rồi, trên tay trên chân khách thì mình lấy tiền người ta rồi, nhưng mà mình cố gắng làm cho đẹp. Nhưng mà ít khi mình ra tiệm mình vẽ fan lắm, tại vì người ta sơn thường vẽ fan thì lâu lâu có người chọn nhưng mà ít, cho nên mình về nhà mình muốn muốn cho thành thạo buộc mình phải mình practice cái nước sơn ở nhà, ví dụ vậy. Cái này mình tập cho nên mình không không cần mình sơn đều đâu ha. Đó mình sơn 5 ngón xong thì nước sơn nó chưa khô, hơi 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 khô khô xíu thì mình dễ vẽ hơn. Đó. Mình cố gắng mình đi một lần duy nhất, một đường duy nhất thì cho nên nó đều. Đó. Cái này hơi xấu. Ừ, vậy đó thấy nó đều đúng không, đi nước sơn này một nước duy nhất đó đã xong. Đó. Mình làm mình khi mình biết cách rồi thì mình đi được rất là dễ, nhưng mà mình đi nước sơn treo cái cọ này mình đi không được, cái cọ đây nó bị
mới, mặc dù nó mới nhưng mà mình nó tàn, mình sơn nó cái đường nét nó không có được đẹp, thì nước sơn treo nó không biết sao sơn treo nó cái cọ đây nó bị tà đầu đó, nó nên đó ra ha. Cái đây thì hơi dày thì mình đi xuống xíu, mình tập thôi, cái tập nhà thôi chứ ra tiệm có khách mình làm đâu được đâu, mình đâu có tập được, có tay làm trên tay khách thì nó khác. Đó đó thành quả ha, năm ngón tập cho thôi mọi người, tập buộc bắt buộc phải tập thôi chứ không không tập là không có lên tay nghề được, với lại tiệm làm khách đông nữa, mình cố gắng mà làm nhanh nhất có thể thì mình kiếm tiền nhiều hơn. Đây nước sơn thường hay nước sơn treo, mình sơn treo cái cọ đây mình vẽ không được cái cọ đấy nó bị tà đầu, cho nên mình tức mình quá, mình đi tìm mua mà chưa được cái cỡ ưng ý đó ha. Mình đi một đường duy nhất, cố gắng một đường duy nhất ha. Nghiêng cái cỡ đi, cái cỡ sau đây đó tròn đều đẹp ha. Đó, ha mọi người đó, video vậy thôi, cố gắng ha, mình chia sẻ cách mình, mọi người muốn làm nail giỏi thì ván ôn bỏ luyện thôi, còn mình thì mình cũng vậy thôi, mình hồi trước thì không có ý định làm nail nhưng mà giờ làm nail thấy thấy cũng nhẹ nhàng cho nên cũng quyết định nâng cao tay nghề, chứ không cứ ôm tay chân nước hoài cũng mệt chán lắm. Thì người có người thích vẽ thẳng thì mình vẽ thẳng rất là dễ ha. Vì thẳng rất là dễ, thẳng là mình cái cọ đi nhanh 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 vuốt phát, nhưng cái cọ đây vẽ không được. Còn mấy cái cọ cọ với friend treo thì mình chưa tìm được ha, cho nên không có tập được đó. Cố gắng mình đi một đường ha, trên tay thì nó khó, trên tay nó dễ điều chỉnh hơn, còn dưới chân tại vì mình làm chân quen rồi nên chân mình thấy lại nó mình đi được rất là dễ dàng, nhưng mà đừng đừng để nó nước sơn khô quá, nước sơn khô quá thì cái cọ đi đó vậy đó, để em vậy đè xuống, đè xuống xây hai ngón tay, xây hai ngón tay. Cái đây là cái chị mình coi trên YouTube đó, cái chị Phương Nguyễn cái chị chỉ mình làm theo á, nhưng mà nó rất là ok. Tròn đều đẹp, cái đây là mình đã thực hành trên tay khách rồi cho nên mình thấy nó rất là ok tuyệt vời. Cọ đây mình hơi hơi tức rồi, nó không có được vẽ treo được đó ha. Thì video mình chỉ dạy thôi ha, cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ cho channel, cố gắng ha, ai làm nail thì cố gắng tập luyện ha, giống như mình thôi, làm tay chân nước ngoài cũng chán lắm, trẻ mà tay chân nước ngoài chán lắm. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha, bye bye.